Chào mừng anh chị trở lại với Talk Chứng khoán trong buổi tổng hợp thị trường ngày 9 tháng 9 và nhận định thị trường và các cổ phiếu ngày 10 tháng 9 năm 2021. Hôm nay là một phiên mà thị trường mua vào với khối lượng ở mức trung bình. Thì hiện nay xu hướng của thị trường đang ra sao? Các nhóm cổ phiếu mạnh yếu thế nào? Các cổ phiếu cho điểm mua bùng nổ và các cổ phiếu chúng ta nên theo dõi vì nó có khả năng chạy sắp tới là những cổ phiếu nào? Thì mời các anh chị đi vào chi tiết. Thì đầu tiên là với cái cách tiếp cận về phân tích thì chị cũng thấy là Thao Chứng Khoán thì bao giờ mình cũng phân tích chia sẻ về thị trường với cổ phiếu cũng rất là khác với cái cách phân tích chứng khoán của mọi người. Trên thị trường thì bao giờ mình cũng đi từ tổng quan cho đến gọi chi tiết, đi từ thị trường đến các cái dòng cổ phiếu mạnh và các cổ phiếu mạnh. Bởi vì anh chị có thể thấy rằng thị trường muốn mạnh được thì các cổ phiếu phải có nhiều cổ phiếu mạnh và nằm ở những cái dòng cổ phiếu mạnh. Đó thì mình sẽ đi theo cái trục như vậy, thị trường, dòng cổ phiếu và các cổ phiếu mạnh. Và mình có tặng cho các anh chị các cái file Excel hàng ngày để anh chị có thể theo dõi phân tích các cái danh mục cổ phiếu của mình cũng như tìm các cổ phiếu tốt trong thời gian sắp tới. Đầu tiên là đối với thị trường chung thì anh chị có thể thấy là đối với thị trường hôm nay là một phiên mua vào nhé. Đối với cả ba sàn là mua vào VN Index này, HDX là mua vào này, trang điểm này, HNX cũng mua vào nhé, và Upcom cũng mua vào. Trong đó cụ thể nhất thì chúng ta tập trung vào phân tích thì là đối với HDX thì hôm nay là chỉ số VN Index là tăng 0,8%. Thì các anh chị cũng thấy là kể từ ngày mà xuất hiện cái đáy gần nhất là ngày 24/8 này, sau đó thì thị trường cũng có những cái hồi phục nhẹ nhàng, cũng không không rõ ràng cho lắm. Tuy nhiên là cái quan điểm của Thao Chứng Khoán cũng chia sẻ với chị là chúng ta bắt đầu quay lại thị trường là kể từ những ngày 27/30 là chúng ta bắt đầu quay lại thị trường rồi. Và đây thì mình cũng nhận định là cái giai đoạn này thị trường nó sẽ có cái tính sideways nhiều hơn, tức là thị trường sẽ đi ngang nhiều hơn so với cái việc xu hướng lên. Và cái chiến lược mà chia sẻ với các anh chị ấy, chúng ta đánh là đa phần đánh các cái cổ phiếu kiệt khối lượng và ở các cái điểm điều chỉnh, các cái điểm kiểm định lại cái xu các cái sự sụt giảm cổ phiếu thì đánh như vậy nó an toàn, bởi vì khi từng sideways này rất nhiều cổ phiếu nó nổ xong nó lại quay lại cái khu vực sideways anh chị ạ, cho nên là nếu mà mua bùng nổ thì nó không phù hợp cho lắm. Tất nhiên nếu chúng ta đang nắm giữ một cổ phiếu tốt mà chúng ta mua có những cái điểm mua mà giá tốt, các cái điểm điều chỉnh test khối lượng thấp thì khi cổ phiếu bùng nổ thì đương nhiên là nếu mà bùng nổ đẹp thì chúng ta sẽ nắm giữ, bởi vì chúng ta có lợi thế về giá ấy, đúng không ạ? Thì các anh chị thấy là nay là khoảng phiên thứ 10 rồi nhé, kể từ cái đáy gần nhất thì nó đang là một bước là cái xuống sideways thôi. Qua điều chỉnh khối lượng thấp nay mua lại cũng khối lượng như thế này thì cũng không có gì bất thường cả, vẫn trong những cái kịch bản của chúng ta thôi anh chị nhé. Thì hôm qua nó thủng MA20 một chút, nay nó hồi lại trên MA20 thì trong cái xu hướng sideways này thì thường hay các cái chỉ số ấy, nó sẽ lên xuống cái đường MA20 cũng là chuyện bình thường. Đó thì VN30 cũng vậy anh chị nhé, VN30 cũng vậy nhé. Nói chung là thị trường thì mình đánh giá là giai đoạn sideways thôi. Chúng ta có giao dịch nhưng mà cần có chiến lược một cách rõ ràng và thận trọng. Nếu mà đương nhiên thị trường mà nó thủng những cái đấy gần nhất này này, các anh chị thấy này, ví dụ như VN30 mà thủng cái mức mà 1412 này, hoặc VN Index thủng những cái mức như này, đương nhiên chúng ta phải chạy rất là nhanh rồi, đúng không? Nên là chúng ta cần phải có những cái điểm mua lợi thế ở các cổ phiếu anh chị nhé. Về các cái dòng cổ phiếu mạnh yếu thì anh chị thấy rằng hiện nay phân tích các cái dòng, đây là thị trường nhé, về đi đến dòng nhé, thì anh chị thấy là cái mốc thời gian á, hôm trước thì mình để gốc là từ ngày 24, tuy nhiên là mình cũng chia sẻ cho anh chị là chúng ta bắt đầu quay lại thị trường từ ngày 27 rồi, tức là sau khi nó rơi này, nó test lại này, test test rơi không được và kéo lên này có khối lượng này thì bắt đầu quay vào, thì bây giờ mình sẽ không lấy mốc từ ngày 24 nữa mà sẽ lấy mốc từ ngày 27. Tại sao mình di chuyển các mốc như thế? Bởi vì chúng ta luôn luôn tìm các cái dòng cổ phiếu mạnh. Anh chị thấy khi mà trên xuống là mình sẽ so sánh với cái đáy gần nhất. Khi mà nó đi lên thì mình sẽ so sánh với đi xuống, mình so sánh với đỉnh gần nhất. Xong mình so sánh với đáy, xong mình sẽ di chuyển lên. Mình di chuyển lên để làm gì? Luôn luôn mình tìm được các cái cổ phiếu mạnh trong cái thời gian gần đây anh chị nhé. Một có thể những cổ phiếu nó xét ở đây thì nó mạnh nhưng bây nó yếu đi rồi thì nó sẽ đổi sang cái dòng mới. Đấy thì cách tiếp cận như thế mình cũng chia sẻ để anh chị có thể học được cái cách phân tích, có thể để thấy được cái mức độ logic của nó nhé. Thì bên anh chị có thể thấy đây, cái này mình chạy từ AMIA rồi thì anh chị có thể xem đấy nhé. Ngày gốc là 27 này thì anh chị thấy hiện nay các cái dòng nào mạnh hơn thị trường, có thể thấy thứ nhất là dịch vụ tài chính này, thép này, thép hiện nay là mạnh số 2 đấy nhé, vận tải biển, khai khoáng này, bán lẻ, đây là những cái dòng mạnh này, may công nghiệp này, máy công nghiệp này, dịch vụ vận tải này, công nghệ này, điện này, cao su, thủy sản này, xây dựng này, đấy là những nhóm nhóm, nhóm chung nhé. Còn những cái nhóm bên dưới như hóa, đây là hóa chất này, dệt may,
này, bảo hiểm này thì đang yếu hơn thị trường chung anh chị nhé, yếu hơn thị trường chung. VN Index, VN30 là chỗ này này. Đấy, thì quan điểm mà khi mà chúng ta tìm mua các cổ phiếu á, thì anh chị nên tìm các cái nhóm mà mạnh hơn thị trường chung nhé, ở phía trên này này. Thứ nhất là so với cái gốc này là nó phải đi lên, và thứ hai là so với ngắn hạn của hai ba phiên này là nó phải ngóc dậy. Đấy, các anh chị thấy rất nhiều phiên anh ngóc rất là dậy này. Đấy thì mình sẽ ưu tiên là tập trung vào các cái nhóm này. Các anh chị thấy cái cách phân tích của mình nó hơi khác một chút đúng không? Các anh chị thấy là rất nhiều người người ta phân tích vào các cái vĩ mô thứ, nó mang tính chất phán đoán nhiều. Ở đây thì mình muốn chia sẻ cho anh chị một cách tiếp cận theo cái hướng thống kê thôi, thống kê học. Tức là các anh chị thấy rằng là cổ phiếu kim cương nó không phải là kim cương trong vòng một ngày, cổ phiếu đi lên nó không phải lên trong vòng một ngày, nó lên trong vòng một vài tuần, một vài tháng. Do vậy chúng ta tìm những cổ phiếu nó, dòng cổ phiếu nó có sức mạnh. Khi mà có dòng tiền vào như thế này, mạnh như thế này, chứng tỏ người ta đang ưa thích, chứng tỏ là nhà đầu tư lớn người ta đang nắm giữ cổ phiếu, người ta đang đánh lên. Thì vậy khi mà anh chị hùa vào với cái dòng tiền của nhà đầu tư lớn như vậy thì chúng ta sẽ có cơ hội thắng rất là cao, mà các anh chị không phải cảm xúc trên thị trường đúng không? Các anh chị bây giờ thì các anh chị giao dịch nhiều khi các anh chị chờ tin tức của người khác, các anh chị rất là phụ thuộc. Nhưng với cái cách như này thì chúng ta không phụ thuộc gì cả. Thay đổi một chút cho nó. Thôi, thế thôi. Đấy thì anh chị tập trung vào cái dòng này nhé. Vì mình sẽ phân tích các cái cổ phiếu. Thì cái file Excel hàng ngày á thì mình sẽ tặng cho anh chị cái file này nhé. Thì anh chị có thể vào cái group Zalo, các anh chị quét vào cái mã QR ở bên tay trái ấy, hoặc là anh chị join vào cái nhóm. Thì hàng ngày mình đều gửi cái Excel này, này cho mọi người. Thì ở đây này thì các anh chị có thể nhìn thấy các cổ phiếu tốt nhất này, mạnh nhất này nhé. Thì các cổ phiếu tốt nhất, mạnh nhất thì ở đây mình chia làm hai nhóm. Cổ phiếu mạnh nhất này là cổ phiếu hiện nay tăng giá rất là mạnh, dòng tiền vào rất là tốt nhé. Đây là những cổ phiếu mạnh nhất. Nếu anh chị đã sở hữu những cổ phiếu này thì cơ bản là chúc mừng các anh chị nhé. Đây những cổ phiếu rất là mạnh mà dòng tiền vào. Đấy. Tiếp theo nhé. Còn ngoài ra cũng không cần đâu, anh chỉ cần nắm những cổ phiếu mạnh mà trên MA10 này này. Đấy là những là cũng là rất ok rồi nhé. Những cổ phiếu mạnh này thì nó có thêm tiêu chí dòng tiền vào. Còn những cái cổ phiếu trên MA10 mà đang chạy ấy, thì đa phần là nó sẽ trên MA10. Nếu anh chị nắm những cổ phiếu này thì rất ok anh chị nhé. Ví dụ như là có AAT này, TGW này, Thế Giới Di Động này. Đấy, một số cổ phiếu về bất động sản này các chị có thể nhìn thấy ở đây, các chị xem file Excel nhé. Đấy. Chứng khoán này, khá nhiều cổ phiếu tốt. Dịch bất động sản, vận tải nhé. Hóa chất và chất cơ bản. Khai khoáng này, than này, có một số cổ phiếu ngân hàng nó bắt đầu nó quay lại rồi. Nên nông sản, quần áo này, thép nhé, thép khá là ổn đấy chị nhé. Đấy thì các anh chị xây dựng nữa, thì ngoài ra các anh chị có thể tìm các cái, đây là các cổ phiếu trên MA10 là những cổ phiếu tốt nhé, nhưng mà mình nên tìm các cái ngành tốt nữa. Nếu thị trường là tăng về có 2,7% thì anh chị chọn 4%. Đấy, tiếp này, chỗ này các anh chị lấy khoảng 5% nữa, 4% đi. Đấy, đây là những cổ phiếu mạnh nhất rồi. Nếu sở hữu những cổ phiếu như này thì ok anh chị nhé. Còn đối với các cổ phiếu bùng nổ ngày hôm nay thì mặc dù thị trường tăng điểm nhưng mà số lượng cổ phiếu bùng nổ không nhiều lắm. Thì anh chị có thể xem đây này. Cũng khá là ít nhé. Có một số thôi, có Thế Giới Di Động. Rồi BII này. CEL này. SKT này. Đấy. Thì các anh chị có thể xem đây. À, mình cũng chia sẻ lại một chút các anh chị nhé. Thì hàng ngày khi mình làm cái clip chia sẻ với các anh chị á, thì mình sẽ có đánh giá thị trường này, đánh giá một số nhóm ngành này, hoặc là các cái nhóm ngành tốt, hoặc là một số lưu ý. Và đây mình sẽ có chia là phân tích một số cổ phiếu điển hình cho các anh chị. Thứ nhất là một số cổ phiếu cho cái điểm mua bùng nổ, tức là cổ phiếu bùng nổ là những cái điểm cổ phiếu mà cho cái điểm mua theo cái phương pháp của Ken Slim. Thì tất nhiên tùy trường hợp, nếu thị trường đang mạnh thì chúng ta sẽ mua các điểm mua bùng nổ đó nhé. Còn nếu thị trường yếu thì chúng ta cũng không nên mua, bởi vì có thể nó sẽ test lại hoặc nó sẽ rút lại. Tuy nhiên là nếu mà chúng ta đang nắm giữ cổ phiếu mà nó cho cái điểm mua bùng của Kenslim này thì rất là ngon. Các anh chị có thể thấy đây, ví dụ như là Nhà Từ Liêm, Tích Đích này, PVP này. Đấy, cái hôm mùng 1 này. Mùng 6 là có CTS, HAH này, TCL, VNA này. Có Nam Long này, BNA, Hoa Sen này, TLG này. Ví dụ hôm trước có VCI này. Hôm qua thì hôm mùng 9 thì không có cổ phiếu nào cho điểm mua bùng nổ. Chỉ có một số cổ phiếu theo dõi thôi. Ví dụ như Đích này, NTLRI này, Thế Di Động. Thì các anh chị thấy đây là ba cổ phiếu đều, ba bốn cổ phiếu đều mua vào rất là tốt đúng không? Thế Di Động này vừa chia sẻ hôm qua, hôm nay nó quay nổ rồi, RI thế này đó. Thì chị có thể
bản thân là mình chia sẻ cái nội dung ở trong kênh này, thứ nhất là chia sẻ nó rất là khách quan và nó logic và khoa học. Do vậy là mình muốn chia sẻ để các anh chị làm sao các anh chị có thể kiểm chứng được. Tức là mình rất là thẳng thắn, và thứ hai là chia sẻ cho anh chị cả những cái file Excel như thế này. Về file Excel để làm gì? Thứ nhất để anh chị nghiên cứu. Tất nhiên là nó mang tính chất là chia sẻ, mang tính chất là đào tạo, mang chất là giáo dục đào tạo nhiều hơn là cái việc phím hàng. Ở đây nó không phải phím hàng, nhưng mình thứ nhất là mình muốn chia sẻ với chị một cách tiếp cận, một cái quan điểm đầu tư nhé. Và đây anh chị có thể đo lường được, các anh chị có thể xem những cái file Excel này cách đây chắc bắt đầu chia sẻ khoảng 20-30 ngày rồi, thì chị có thể kiểm chứng được nhé. Thì mình nghĩ là hoàn toàn có thể đo lường được anh chị nhé. Đấy, cổ phiếu cho cái điểm mua bùng nổ hôm nay này thì chỉ có mỗi Thế Giới Di Động thôi. Cổ phiếu này thì vừa có chia sẻ cho anh chị ở phiên ngày hôm qua nhé, thì hôm nay nó đã bùng nổ rồi nhé. Thế Giới Di Động đâu nhỉ? Đây, mình có thể chọn cổ phiếu bùng nổ này, đưa lại cho anh chị mình thấy này. Tất nhiên những cổ phiếu như này nó đang chạy rất mạnh rồi nhé, khi nó trần thì mình trong người mình sẽ để nó bùng nổ. Bùng nổ nó có nhiều loại bùng nổ lắm, ví dụ như bùng nổ như PNG là bùng nổ từ đáy lên anh chị nhé. Đây bùng nổ ở đáy, nó đang xu hướng chính của nó đang xu hướng xuống, bùng nổ từ đáy lên nhé. Hôm nay thì có Thế Giới Di Động thôi, là bùng nổ vượt nền anh chị nhé, nó là bùng nổ vượt nền đấy, các anh chị thấy không? Bản thân khi mà phát hiện những cổ phiếu như Thế Giới Di Động này thì nó không có gì là khó cả. Các anh chị thấy là khi mà cổ phiếu lên nó sẽ có cái vùng gọi là nó sẽ đi ngang nhé, đi ngang thì tất nhiên là có thể nó sẽ là tích lũy và phân phối. Mình quan sát dựa vào các cái hành động về giá ở đây thì hoàn toàn mình thấy là các cái lực cung ấy, nó giảm rồi thì đương nhiên là nó sẽ có cơ hội, chỉ cần một lực cầu vào phát là nó sẽ nổ ngay. Đấy, chia sẻ anh chị những cái đấy là hoàn toàn là mình có thể nghiên cứu và đúc rút ra cái cách tìm cổ phiếu được anh chị nhé. Đó thì duy nhất cổ phiếu Thế Giới Di Động này cho cái điểm mua bùng nổ thôi. Đây, duy nhất có Thế Giới Di Động. Ngoài ra thì có chia sẻ với các anh chị đánh giá các cổ phiếu theo các nhóm ngành nghề. Thì hôm nay thì thực ra thì rất là nhiều nhóm cổ phiếu nó cũng rất là đẹp, đa phần là tăng giá rất là nhiều. Do vậy chắc là mình sẽ không đi phân tích quá nhiều đâu, chắc đi phân tích của một hai nhóm thôi chị nhé. Mình sẽ ưu tiên theo thứ tự đầu tiên là ngành này, xong các cổ phiếu mạnh này, các cổ phiếu dòng tiền vào này, các cổ phiếu tăng giá này. Đấy, thì các anh chị nhìn thấy ví dụ mình sẽ review cho chị một số cái nhóm khá tốt nhé, ví dụ như nhóm bán lẻ này, mấy cổ phiếu này rất ổn nhé, nắm giữ ok nhé. Thông thường anh chị hỏi là cái này chốt lời thì bao nhiêu, thông thường nếu theo Ken Slim á, là cứ từ nền này, này tính lên này khoảng 20% thì là chốt lời. Đấy là theo Ken Slim nhé, không phải đánh T3 T4 gì đâu, 20% trở lên đấy là cách gọi là rất là dễ nhất. Còn cách thứ hai là anh chị có thể đánh theo thị trường, tức là khi thị trường suy yếu, khi cổ phiếu suy yếu thì mình ra. Ví dụ như là cổ phiếu thủng MA10 đang chạy ở thủng MA10 thì đấy là một dấu hiệu suy yếu. Đó là một cái ví dụ, hoặc là nó có cái xu có khả năng về cơ bản là, tức là nó không bảo vệ xu hướng lên tốt, nó có những cái tín hiệu yếu, các cái tín hiệu SOW mà cổ phiếu có thể nó sẽ điều chỉnh giảm giá hoặc nó tích lũy lại hoặc là phân phối thì mình sẽ chạy trước những cái đấy. Thế Di Động thì ok là điểm mua bùng nổ rồi. Đấy, pet này ok này anh chị nhé. Đấy, FLT này ok nhé. FLT thì Dũng thì mình test cung lại rồi nhé, ok thôi. Bất động sản này này, CCL này là nó trên vùng kháng cự này, ok đó. Những cổ phiếu như này là ok nhé. VCR này anh chị thấy ok nhé, kéo lên này hai phiên bán ra thì không vấn đề gì. BI này đấy, những cổ phiếu này rất là ok anh chị nhé. Các anh chị nói chung nhìn ở trong cái bảng Excel á, những cổ phiếu nào trong nhóm tốt thì đều rất ok nhé. Long Hậu thế này, hôm qua là phiên gọi là no supply này, hôm nay test for supply này, cổ phiếu này vẫn ok nhé, vẫn lên được anh chị nhé. Đấy, chung khá là ổn, dòng bất động sản cũng ổn đấy nhé. Chứng khoán nhé, với APG đang chạy rất tốt rồi, AS lại thế này, APS này nhé, VDS thì anh chị thấy sau khi nó vượt nền nhé, điều chỉnh hôm nay test cung lại nhé, vẫn ok thôi, vẫn lên bình thường. SBS thế nhé, còn chứng khoán này đồ thị khá là ok nhé. MBS thế này, TBB vẫn ok nhé, FTS thế nhé anh chị nhé, ok nhé, sau mấy phiên chạy tích lũy lại này,
hồi trước bắt đầu giảm dần này. Đấy, hôm qua là cạn cung này, hôm nay test cung này, ok nhé, lên bình thường. Các chị mua FTS mạnh được, hôm nay mấy cổ phiếu này anh chị mua được hết, MBS các thứ nữa mua được hết, FTS này, CTS này mua được, rất nhiều cổ phiếu anh chị có thể mua được. Cái này thì kệ là thôi nhé, nó kéo lên, đây là một uptrend, hôm qua là một phiên bùng nổ, coi như là phiên bùng nổ này là một uptrend, chúng ta thấy nó bình thường, chưa vấn đề gì. VND cũng thế nhé, cân bằng lại rồi, cổ phiếu sau khi mới phiên bán ra cân bằng lại lên thôi, không vấn đề gì. Chung dòng chứng khoán rất ok nhé anh chị nhé, có thể mua được. Đấy, mấy cổ phiếu dịch vụ bất động sản thì đang chạy tơi bời này, đấy CRE thứ ok nhé, nay mua cũng được, các anh chị mua CRE lại được. Mấy cổ phiếu kênh dưới như VRE này nó cắm xuống thì không nói, nhưng mấy cổ phiếu trên xu lên tích lũy lại thì rất là đẹp. Dịch vụ vận tải này, DCO chạy này, SKG này, đấy vượt vùng kháng cự rồi này, chạy nha anh chị nhé. Đấy, HNH này, hôm trước có chia sẻ với anh chị này, HNH hôm nào đây nhỉ? HNH hôm đây, hôm 6 đây, như thế không? Hôm 6 này, hôm 6 là cổ phiếu cho điểm, hôm 6 nhưng mà làm bài phân tích cho hôm 1, chạy, các anh chị thấy đây là điểm mua bùng nổ này, đây là điểm mua cash slim này, chạy, này, đúng không? Đấy. LB này nói chung đều ổn nhé, cái dòng vận tải này mua lại được nha anh chị nhé, rất là ok đấy. Hóa chất chuyên dụng này có DCM ok nhé, đang hoạt động ok, chạy được nhé, vẫn ok nhé, lát tiếp, lát ok nhé, BFC cũng thế nhé, chung một đợt này vẫn ok nhé, đa phần những cổ phiếu này có thể chạy nhịp mới tốt anh chị nhé. Rồi, VNP này chạy này, hôm trước có chia sẻ với anh chị cả cổ phiếu VNP này, đây là điểm mua bùng nổ cash slim này, đúng không anh chị thấy này, chạy rất là ngon luôn. Đấy, DDV này anh chị xem lại, cũng có phân tích DDV đợt trước này, chạy rất là ổn luôn. Đây điểm mua vượt nền của nó này anh chị này, đây này, đấy thấy nhá, đấy các anh chị thấy không, nó đang yên ổn này, nó bùng nổ khối lượng như này nó chạy thôi nhá. Cái này thì nó tức là khi mà nghiên cứu cái công thức, cái quy luật của các cổ phiếu thành công á, thì nó đều có dấu hiệu như vậy. Cổ phiếu nào muốn chạy được thì đều phải có một lực cầu và rất là mạnh nhá, nó gọi là xuyên thủng qua các cái mức giới hạn cũ với khối lượng lớn đó. Thì các anh chị thấy là cái này thì nghiên cứu quy luật của các cổ phiếu thành công thì mình sẽ đúc rút ra các cái bài học thôi nhé. Khi mình phân tích thì bao giờ mình cũng nhìn ba tiêu chí này, thị trường này, nhóm cổ phiếu và các cổ phiếu. Khi ba cái này nó tương quan với nhau giống như kiểu gà và trứng á, ba nó đi cùng hàng với nhau thì nó rất an toàn, nhìn như đấy cũng được, rất là ổn nhé. Cái cổ phiếu hóa chất này rất là ok nhé. Cơ bản thì anh chị có thể tham khảo thêm ở trong cái Excel này nhé. Bây giờ mình sẽ chia sẻ với các anh chị một số những cái cổ phiếu mà khối lượng kiệt dần nhé, tức là những cái cổ phiếu mà sau một giai đoạn mà nó tăng giá mạnh hoặc là nó có những cái sự điều chỉnh nhé, thì bây giờ cái lượng cung sợ hãi hoặc các lượng cung mà của những cái nhà đầu tư ngắn hạn người ta ra rồi thì nó sẽ lên thôi nhé. Thì mình sẽ chia sẻ cho anh chị là các cổ phiếu kiệt khối lượng này, và thứ hai là có một cái nhóm cổ phiếu cuối cùng mà gọi là cái nhóm cổ phiếu mà gọi là cổ phiếu của thóc chứng khoán nhé. Thực ra mình đặt cái tên này cho nó gợi nhớ một chút, tại vì bản thân là hàng ngày mình sẽ cố gắng mình sẽ chia sẻ cho anh chị một cái nhóm cổ phiếu này, và cái nhóm cổ phiếu này là mình kỳ vọng là nó sẽ lên được nhé, nó sẽ an toàn cho anh chị. Đây không phải là phím hàng đâu anh chị nhé, đây không phải là phím hàng, mà đây là chia sẻ mang tính chất gọi là muốn cho anh chị có thể đo lường để kiểm nghiệm cái phương pháp nhé, chia sẻ cho anh chị nhé. Thì cái khối lượng số phiếu có khối lượng kiệt dần này này, anh chị xem ở đây này, nó có đây này nhé, cổ phiếu của volume kiệt dần thì anh chị thấy đây này đấy nhé. Thì đây là các cổ phiếu khối lượng kiệt dần, thì khi cổ phiếu mà nó đang chạy hoặc nó tích lũy mà nó kiệt dần á, thì đó là tín hiệu tốt anh chị nhé. Khi mà cổ phiếu bùng nổ thì nó là tín hiệu của dòng tiền của nhà đầu tư lớn, nhưng mà khi cổ phiếu kiệt khối lượng dần thì nó được hiểu là cạn khối lượng của những nhà đầu tư nhỏ nhé. Khi cạn khối lượng của những nhà đầu tư nhỏ thì nó lại sinh ra khối lượng vào của nhà đầu tư lớn. Các anh nhìn thấy cái vòng, các anh chị có thể thấy cái vòng chu dịch âm dương á, trắng sang đen, đen sang trắng á, nó sẽ gọi là mang chất chu kỳ kiểu như vậy đấy. Thì những cổ phiếu này chị có thể quan sát này nhé, thì chị xem ở đây. Còn đây là cái nhóm mà mình vừa mới gọi tặng các anh chị hàng ngày á nhé. Cái này nó mang chất là đào tạo thôi, chứ nó không phải mang đến chất là phím hàng. Nhưng mà cái nhóm này mình cũng tự tin là nó có thể, tất nhiên trừ thị trường nó chết một cách bất ngờ thôi,
chứ nếu không thì mình khẳng định là trong cái nhóm cổ phiếu này thì khoảng 70% các cổ phiếu sẽ khả năng tiếp tục tăng giá được anh chị nhé. Thì anh chị có thể xem này, các cổ phiếu ví dụ như là PET này, FLT này nhé, mình sẽ lướt qua đây cho anh chị để các anh chị có thể nhìn nhé. Đây, các anh chị nhìn những cổ phiếu đều hoàn toàn có thể tăng giá được nhé, như PET này, SHN. Tất nhiên là cái này chúng ta chọn nên chọn theo những cái dòng cổ phiếu đẹp anh chị nhé, những cái dòng nào mà đang tốt á, không nên chọn hết. Nhưng mà đây những cổ phiếu có cái hình mẫu rất đẹp, tên là HHCM này, đấy, EVS này, TTS này, FTS này, PWE này, DXP này, MSP. Nhóm ngân hàng thì không ưu tiên lắm nhé, nhóm ngân hàng có thể ta test thêm SPT này, FCN này, PET này, thế chưa nhỉ? SHS này, VDS này, VBS này, CRE này, SKP này, ICM này, NRI này, NVC này, ANV này, MC này, VSP này, SSC. Đó anh chị nhé, đấy tặng cho các anh chị bao nhiêu cổ phiếu để các anh chị nghiên cứu. Thì anh nghiên cứu sẽ mang chất là nghiên cứu và đo lường nhé. Các cổ phiếu này, tặng cho các anh chị các cổ phiếu này, nhé, các anh chị nghiên cứu và đo lường để hiểu về cái cách tiếp cận của cái phương pháp đầu tư. Các anh chị lên viết đây và dòng tiền mà mình có chia sẻ với các anh chị. Đây không phải là phương pháp của mình mà là phương pháp mình tổng hợp thôi. Trên các cái nền tảng của phương pháp CanSlim này, Mark Mini Vini này và của viết đây nhé, Quickgolf, cái thứ tổng hợp và mang chất là chất lọc để chia sẻ cho các anh chị. Ok. À, các anh chị có cái câu hỏi hoặc có nhu cầu phân tích các cổ phiếu nào hoặc đặt các câu hỏi thì anh chị có thể comment phía dưới video hoặc là join vào cái group Zalo mình sẽ đáp. Ok, cảm ơn các anh chị. Chúc các anh chị buổi tối vui vẻ.